U60 hay mất ngủ, bấm ngay năm huyệt sau ngủ thẳng giấc tới sáng. Cô chú anh chị và các bạn tuổi à, trung niên thì cái bài biết rằng mọi người hay gặp các tình trạng về đau cơ xương khớp, nhiều người là áp lực cuộc sống của chúng ta căng thẳng mệt mỏi con cái gia đình sự nghiệp, nên đôi khi buổi tối chúng ta rất là khó ngủ, chúng ta lại đau mỏi nhất cơ thể. thì đây là năm huyệt chúng ta rất là dễ làm, dễ thực hiện à, trước khi đi ngủ để giúp chúng ta máu huyết lưu thông tốt hơn, à, cơ thể à, thoải mái hơn, tinh thần dễ chịu hơn và giúp chúng ta có một cái đêm ngủ ngon để ngày mai chúng ta tiếp tục làm những điều mà chúng ta mong muốn, được không nào? Và bây. Bây giờ hãy cùng Kim Ba thực hành à, 5 huyệt sau nhé Huyệt đầu tiên à, kể đến đó là huyệt thái dương của chúng ta à, Đây là một vị trí mà giúp kích hoạt toàn bộ cơ thể Giải phóng tình trạng bị đau đầu, căng thẳng, khó chịu, khó ngủ và mất ngủ à, Cô chú anh chị hãy sử dụng ngón tay trỏ của mình nhé Ngón trỏ và ngón giữa Dùng hai ngón tay chúng ta đặt lên vị trí á, huyệt thái dương ở ngay phần chân tóc của chúng ta này Ngang với lông mày sang bên được không? Kẻ ngang lông mày sang bên, à, dọc gần chân tóc chúng ta giữ nguyên ở đây. Chúng ta hít một hơi kết hợp theo hơi thở nhé, nó sẽ tĩnh tâm hơn. Hít vào này, thở ra chúng ta xoay đều tay phải chúng ta xoay theo đường kim đồng hồ, vừa xoay chúng ta vừa dây tròn ấy, chúng ta vừa nhấn vào một chút cảm thấy hơi tức tức hơi bút bút nhẹ một tí thôi. Đó, hít vào này, thở ra xoay tròn rồi hết một vòng thì chúng ta hết một hơi thở. Sau đó lại lặp lại giữ nguyên hít vào hở ra dây tròn Đó. Thế đấy à, vị trí kích hoạt và làm chúng ta giải phóng tình trạng đau đầu và mất ngủ khó ngủ à, số lần thực hiện thì khuyến khích cô chú anh chị các bạn có thể thực hiện từ uh, 6 cho đến 12 lần nhé ở vị trí đầu tiên là vị trí huyệt uh, thái dương ở vị trí số 2 đó là huyệt uh, phong trì ở sau gáy một vị trí mà chúng ta kẻ ngang phần chân tóc này chúng ta để ngón tay cái ấy, cảm thấy có hơi một cái hõm hõm ở sau cổ đấy nhá một cái hõm mà sau cổ được không nào toàn bộ tay còn lại chúng ta sẽ bám ở đỉnh đầu đây là vị trí này giải tỏa tình trạng về đau đầu khó chịu và cả cái tình trạng đau cổ vai gáy chúng ta nữa. Thế thì nếu mà để cải thiện tốt hơn, nếu mà ai đó trong chúng ta có các dầu sau bóp ấy, thì chúng ta sẽ xoa vào vùng gáy trước nhá, xoa toàn bộ vùng gáy và vùng vai cho Kim Ba được không? Nếu mà cô chú anh chị chưa có thì có thể là sử dụng dòng mà Kim Ba năng khuyến khích cho học viên của mình đó là dầu sao bóp Hataki. Chúng ta xịt vào tay, chúng ta xoa đều hoặc là xịt thẳng vào phần gáy được. Dòng Kim Ba thì có phần xịt nhưng xịt nó rất dễ, nó không dính, nó, nó nó độ nóng nó vừa phải. Đó. thì chúng ta sử dụng ngón tay cái này, các ngón còn lại đặt sau gáy vào vị trí huyệt phong trì, hít đầy hơi, chúng ta nhấn mạnh vào huyệt phong trì, tay phải xoay theo điều kim đồng hồ, tay trái xoay ngược lại, chúng ta xoay rộng đấy nhá, xoay rộng ra, thở ra thì hết một vòng, giữ nguyên hít vào, thở ra chúng ta dai tròn cảm thấy rất là dễ chịu luôn đấy, động nào cái nó đã cảm thấy dễ chịu rồi. thì với huyệt này chúng ta cũng thực hiện từ 6 cho đến 12 lần, cảm thấy giải tỏa bó tắc ở phần vai, phần gáy chúng ta. rồi sang nhóm huyệt số 3 chúng ta sẽ giải phóng toàn bộ sự căng thẳng ở vùng dọc cổ chúng ta, bó cơ mà chúng ta hay bị đau cổ vai gáy đây này. bây giờ hãy đan hai tay vào nhau, đan tay vào nhau nhá. ngón cái chúng ta lại đặt lên huyệt phong trì. tất nhiên hãy lên xịt và xoa bóp ở đây nhé, để cho nó làm nóng cơ, hít đầy hơi này. Chúng ta sẽ nhấn mạnh ngón tay vào huyệt phong trì Sau đó thở ra chúng ta vút xuống dưới Dọc theo cơ cổ Đó, dọc theo cơ cổ Cảm thấy rất là dễ chịu Nó giải tỏa hết sự đau mỏi vai gáy Cổ vai gáy chúng ta Ở vị trí này mọi người có thể thực hiện từ 8 cho đến 12 lần nhé Thế thì nhiều người bị đau phần khớp vai, chúng ta giữ lâu này có thể hơi mỏi tay thì chúng ta sẽ thực hiện khoảng 8 lần thôi. Thì đây là nhóm à, uh, huyệt cơ số 3. Rồi nhóm số 4 này, đó là vị trí cầu vai, bả vai chúng ta. Những ai bị đau vai gáy tê bì cánh tay mà buổi tối ngủ thường tình trạng này hay đau về tối này, Xong sáng dậy còn tê hết tay, chúng ta sẽ giải phóng vị trí này. Cách thực hiện đầu tiên chúng ta đưa tay trái vào sau lưng đã, giữ lưng thẳng lên. Tay phải chúng ta đặt lên vùng vai được không nào? là tên vùng vai đó. hít vào một hơi sau đó chúng ta thở ra chúng ta xoa bóp Đúng. sau đó giữ nguyên khi mà thở ra hết rồi nhá thì lại giữ nguyên hít vào vừa thở vừa dây đều à, tại sao lại như vậy bởi vì khi thở ra thì người mình nó mềm ra thì lúc đấy mình dây vào nó mới tan các cái võ cơ bị tắc cứng nhá nhưng mà nhớ xoa thêm dầu gió bóp thì chúng ta sẽ đẩy nóng nhanh hơn nó dễ chịu hơn rất 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 nhiều lần đấy. dây tròn dây tròn được không nào hoặc một cách là chúng ta sử dụng ngón tay cái và toàn bộ các ngón tay còn lại chúng ta bóp, Đấy, chúng ta có thể bóp như này cũng được. À, số lần lặp lại thì chúng ta thể thực hiện theo hơi thở là từ 12 cho đến 18 lần. Tại vị trí này là cường nấc nên là cần nhiều nhịp hơn. Hai là chúng ta thể xoay đều trong vòng khoảng một phút. Sau đó chúng ta sẽ đổi bên còn lại với tay phải đưa sau lưng, đặt sau lưng thôi. Mục tiêu của việc tay đặt sau lưng này để cho lưng nó thẳng lên để chúng ta à, sờ vào vị trí bó cơ vai nó dễ hơn, rất là dễ chịu. Wow để chịu qua <laughs> rồi nhóm số 5 đó là các cái vị trí huyệt ở dưới lòng bàn chân chúng ta và trước khi đi ngủ nếu mà chúng ta ngâm chân nữa thì rất là tốt luôn nó làm cho giãn uh, những ai bị uh, suy giãn tĩnh mạch các thứ uh, đau chân tê chân hoặc mỏi chân đứng nhiều thì chúng ta có thể ngâm nóng chân trước khi đi ngủ nhé và bây giờ hãy sử dụng khỉu tay của chúng ta ngửa lòng bàn chân lên ngồi khoanh chân giống kỳ ba này rồi bây giờ thì chúng ta hít thở tự do chúng ta dây toàn bộ cái lòng bàn chân của mình thì trên lòng bàn chân có rất nhiều các cái huyệt khác nhau à chúng ta tác động ở đây nó sẽ làm kích hoạt các huyệt và làm cho cơ thể và nội tạng tinh thần chúng ta rất là dễ chịu và thoải mái lòng bàn chân gần như là một cái gọi là nơi tiếp xúc <laughs> với mặt đất và nó cũng là nơi chứa rất nhiều cái huyệt kết nối vào với các cơ quan nội tạng cơ thể chúng ta chúng ta có thể dây khoảng tầm là 15 năm giây ở gót chân sau đó lại chuyển giữa lòng bàn chân rồi đến à, đầu mũi chân và sau đó chúng ta dây từng ngón chân một nhé chúng ta ngửa ngón chân nên chúng ta dây từng ngón chân một đây là vị trí. Wow, dễ chịu quá. Sau đó chúng ta đổi bên, với bên còn lại. Đấy. Và vừa rồi đó là năm cái kỹ thuật để chúng ta có thể xoa bóp kích hoạt các cái vị trí huyệt trước khi đi ngủ. Kể cả các cô chú tuổi trung niên hay kể cả các bạn trẻ bây giờ chúng ta cũng nên làm điều này thường xuyên hàng ngày để giải bớt sự căng thẳng, giúp chúng ta thư giãn, ngủ ngon, sâu giấc hơn. Và lưu ý rằng nếu mà chúng ta à, bị đau vai gáy thì Kim Ba khuyến khích mọi người hãy sử dụng thêm dầu xoa bóp nhé Với Kim Ba thì hay khuyến khích chào viên của mình thì đây là tinh dầu xoa bóp Hataki à, rất là được học viên yoga rất là yêu thích, rất là dễ mùi nó cũng trung tính nó nó rất là dễ dùng. Nên là nếu mà cô chú anh chị chưa có thì có thể mua theo đường link à, đó là www.hataki.com hoặc chúng ta xem chắc nền tảng mà có thể inbox được chưa Kim Ba hoặc có thể comment được à, comment luôn dưới video này là tôi uh, comment từ Hataki đi, comment từ Hataki, Hataki nhá. Để tính là tên sản phẩm thì Kim Ba sẽ gửi thông tin cho mọi người. Giá thì chỉ có 198 000 cho một lọ như này dùng thì vài tháng mới hết. Nhưng mà nếu mà mua combo hai lọ mà chuyển khoản trước thì là còn được cả free ship nữa <laughs> rồi hy vọng rằng với năm huyệt vừa rồi giúp mọi người cải thiện tinh thần tốt hơn hãy lưu nó lại và gửi cho cả những người bạn xung quanh chúng ta để chúng ta biết thêm những cái mẹo vặt trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe một cách tốt hơn Kim ba sẽ còn gặp lại mọi người trong những chia sẻ tiếp theo xin chào